Thì sau khi mà cài đặt Windows xong á, chúng ta sẽ phải làm một việc nữa khá là quan trọng. Đó là chúng ta sẽ phải tinh chỉnh lại một số thứ ở trong Windows để giúp cho Windows chúng ta nó chạy được ổn định và cũng như là chúng ta thao tác nó được thuận tiện hơn. Và các bạn cũng nên nhớ là không có bao giờ mà có cái chuyện là tăng tốc Windows nha. Những cái vấn đề mà tăng tốc Windows á, ở trên mạng người ta làm á, chẳng qua chỉ là để câu view câu like thôi. Còn thực chất ra các bạn tinh chỉnh những cái này ở trong Windows chỉ giúp cho các bạn sử dụng Windows nó thuận tiện hơn và được dễ dàng hơn thôi, để nó theo ý của các bạn, chứ không phải là để tăng tốc cho Windows chạy nhanh hơn nha. Tăng tốc cho Windows chạy nhanh hơn trừ khi cái máy tính của các bạn nó mạnh thì nó mới chạy nhanh, còn nếu nó yếu thì nó sẽ chạy chậm nha các bạn nha. Các bạn nhớ điều này nha. Rồi, đầu tiên các bạn sẽ làm như sau này. Sau khi cài Windows xong thì các bạn thấy á, là ở ngoài này nó chả có gì cả, nó có mỗi cái thùng rác thôi. Thì các bạn thao tác nó rất là bất tiện đúng không? Nếu có như các bạn muốn vào My Computer thì các bạn phải bấm vào đây, rồi các bạn bấm vào Disk PC, nó ra cái này nó rất là phiền. Đó, thì các bạn sẽ làm như sau này. Các bạn bấm chuột phải vào Desktop, các bạn chọn cho mình cái mục là Personal Life, Personal Life. Đấy, thì ở trong cái mục mà Personal Line này này, nó sẽ không cho các bạn chỉnh gì khi mà các bạn chưa có active cái Windows lên, có nghĩa là các bạn chưa có crack cái Windows á. Thì nếu như các bạn chưa có active được cái Windows thì các bạn có thể là liên hệ với mình qua cái địa chỉ email của mình để mình hỗ trợ cho các bạn cái việc mà active Windows nhá. Rồi, cái này mình sẽ bỏ đi, các bạn vào đây dùng cho mình này. Các bạn vào đây, các bạn bấm vào chỗ này này, các bạn chọn cho mình cái mục là Control Panel. Đấy, mở lớn đây, các bạn bấm chỗ này, các bạn chọn cho nó là Large Icon đi, cho lớn này ra nha. Rồi tiếp theo các bạn sẽ chỉnh một số cái cho mình. Đầu tiên các bạn vào cái mục là Auto Play. Thì cái mục Auto Play này á, nó dùng để khi mà các bạn cắm một cái USB vào hoặc là một cái đĩa CD vào thì cái thiết bị đó nó sẽ tự động chạy lên. Và cái phần này tại sao mình lại nói các bạn nên tắt cái này đi, các bạn tắt này đi này, tắt đi để khi mà chúng ta cắm những cái thiết bị đó vào á, tránh trường hợp là virus nó sẽ chạy trong máy chúng ta. Bởi vì các bạn cũng biết là bây giờ virus á, nó đều có chức năng là tự động chạy hết, cho nên khi chúng ta cắm vào máy á, nếu chúng ta để cái chức năng là auto play thế này, nó sẽ tự chạy và nó sẽ chạy virus trong máy chúng ta, rất là nguy hiểm. Cho nên chúng ta nên tắt này đi để khi chúng ta muốn xài thì chúng ta mới mở, còn không xài thì chúng ta không mở ha. Rồi ấn save. Chúng ta sẽ chỉnh từng cái nhé. Tiếp theo các bạn sẽ chỉnh cho mình cái mục là đâu rồi? Đây. Cái mục là Power Option, cái mục này rất là quan trọng. Một số bạn ấy khi mà cái này xong các bạn không chỉnh này, các bạn sẽ bị một số cái trường hợp như sau này. Rồi các bạn bấm vào cho mình cái mục là Change Plan Setting nha. Ở đây nó thường là có cái mục là Turn Off the Display. Thì ở bên laptop á, nó sẽ có thêm cái mục là Battery Plug In nữa, có nghĩa là khi mà cắm pin á. Còn ở trên máy bàn thì nó chỉ có một mục như thế này thôi. Thì các bạn nhìn thấy ở đây nó có mục là Turn Off the Display. Thì mặc định đang để là 10 phút này, có nghĩa là sau 10 phút màn hình nó sẽ tự động tắt. Và tiếp theo là cái mục là Push the Computer to Sleep, có nghĩa là nó sẽ để cho máy tính nó ngủ ở chế độ ngủ sau 30 phút. Nếu như máy các bạn mà không làm việc gì á, các bạn để cho máy nó nằm không á, thì sau thời gian này sau cái thời gian này á, thì máy nó sẽ đưa về cái chế độ là tự động tắt màn hình cũng như là đưa về chế độ ngủ. Đó, nó rất là phiền, nó rất là phiền vô cùng ha. Thì để thay đổi cái này á, các bạn sẽ làm như sau. Các bạn bấm vào chỗ này này, ví dụ như là tắt màn hình thì tùy các bạn thôi. Các bạn không thích tắt thì các bạn sẽ chọn là never, còn các bạn có thể chỉnh thời gian dài ra cho nó tắt đi. Mình thì lúc nào cũng để never là nó không tắt nha. Rồi để cho màn hình, để cho máy nó chế độ nghỉ nè, ngủ nè, thì các bạn bấm chỗ này,
Các bạn chọn đây thời gian của nó, hoặc là các bạn tắt đi luôn, chọn never ha. Sau đó các bạn ấn save trên để lưu lại. Đó, nó sẽ lưu lại những cái cài đặt của các bạn nha. Đấy. Thì đó là cái chỉnh về cái power option ha. Rồi, tiếp theo các bạn sẽ quay trở lại cái control panel. Ấn vào đây, quay trở lại control panel ha. Các bạn sẽ chỉnh tiếp cho mình cái mục tiếp theo ở đây ấy, là các bạn chỉnh cho mình cái mục đâu rồi? Cái mục Windows Defender Firewall ha. Windows Defender Firewall. Các bạn click vào đây. Các bạn nên tắt cái tường lửa này đi. Cái này gọi là cái tường lửa. Chúng ta tắt nó đi để khi mà chúng ta cài phần mềm hoặc chúng ta làm gì đó, nó sẽ không có hỏi chúng ta làm cái này hỏi chúng ta cái kia, nó rất là khó chịu vô cùng ha. Cái tường lửa này nó chỉ có tác dụng khi mà chúng ta làm những cái việc ví dụ như là quản trị mạng hay là chúng ta làm những gì đó cao siêu thì chúng ta xài thôi. Còn nếu mà là người dùng cá nhân thì mình khuyên các bạn nên tắt đi cho nó khỏi mất công nha. Thì để tắt tường lửa này, các bạn sẽ vào cho mình cái mục là đây, Turn Windows Defender Firewall On Off này, click vào đây. Rồi các bạn chọn cái đỏ này hết cho mình nhé, off hết đi. Rồi sau khi xong bạn click OK. Đây, các bạn click OK cho mình ở khúc dưới chỗ này này. Đây khúc dưới chỗ này nó có cái nút OK này, bạn click vào đây nhé. Rồi, vậy là bây giờ đã tắt cái tường lửa ha. Nó đã tắt cái tường lửa đi rồi. Bây giờ chúng ta tiếp tục chỉnh những cái mục khác các bạn nhé. Chúng ta quay trở lại cái All Control Panel đây. Rồi, tiếp theo các bạn sẽ chỉnh cho mình cái mục là User Account. User Account này, bạn click vào đây. Rồi, các bạn chọn cho mình cái mục là Change User Account Control Setting. Click vào chỗ này. Thì đây là một cái mục ấy, để nó giới hạn cái mức độ mà khi chúng ta cài đặt phần mềm vào trong máy ha. Cái này nó rất là chán vô cùng. Mỗi khi mà chúng ta cài đặt phần mềm vào ấy, mà nếu chúng ta chưa tắt cái này đi thì nó cứ hỏi chúng ta là chúng ta cài cái gì vào, và chúng ta phải ấn Z, No lung tung, mệt lắm. Thì các bạn cứ tắt này đi, không có ảnh hưởng gì đâu. Kéo nó hết xuống và các bạn chọn OK. Rồi, chọn Z. Ha, bạn sẽ chọn Z ở đây. Rồi, xong cái mục này. Đó, cái mục này đã xong ha. Đấy, đơn giản vậy thôi. Rồi, tiếp theo các bạn lại quay trở lại cho mình cái mục là All Control Panel Item. Các bạn chọn cho mình cái mục là System ở đây này. System ở đây nhé. Đó mà. Rồi. Thì ở đây chính là cái bảng cấu hình máy tính của các bạn, nó sẽ nằm ở đây ha. Cái bảng cấu hình máy tính các bạn sẽ nằm chỗ này. Đó, thì như đây là cái cấu hình máy tính máy mình nè. Đấy. Cấu hình máy tính của mình thì của bắp thôi, nó chỉ đơn giản là như thế này. Rồi. Ở đây các bạn sẽ nhìn và các bạn sẽ biết được là Windows các bạn đã được active hay chưa. Hay gọi là crack hay chưa đấy. Ở đây nó báo này, Windows is not active. Có nghĩa là cái Windows của mình nó chưa được active ha. Rồi, thì cái vấn đề này mình sẽ nói sau. Tiếp theo các bạn sẽ làm cho mình những cái việc như sau này. Đây. Ở cái mục bên này, các bạn sẽ làm cho mình những cái việc như sau nhé. Các bạn sẽ bấm cho mình vào cái mục là System Protection. Đây, nha. System Protection chỗ này. Đây, các bạn chờ mình xíu nha. Đấy. Nó sẽ ra cái bảng thế này. Rồi tiếp theo, cái bảng này ấy, nó có một cái tác dụng, đó là nó sẽ tạo ra những cái điểm backup. Những cái điểm backup ha. Có nghĩa là khi mà các bạn sử dụng Windows, nó sẽ có những cái điểm backup ở trên cái Windows các bạn. Để khi mà các bạn Windows các bạn bị lỗi ấy, các bạn chỉ việc là quay trở lại cái điểm đó ha. Quay trở lại cái điểm đó để cho nó khôi phục lại cái Windows. Thì cái việc này á, nó cũng khá là ok. Nhưng mà đồng nghĩa với cái việc này là nó sẽ chiếm cái dung lượng ổ đĩa của các bạn rất là nhiều. Và cái khả năng và cái xác suất
để nó khôi phục lại cái window. Nó cũng không quá cao ha, nó không quá cao. Giờ nhiều khi nó còn không được nữa nha. Cho nên chúng ta bỏ luôn cái tính năng này đi, bởi vì nó không có hữu nghiệm cho lắm. Thì các bạn sẽ tắt nó đi bằng cách là các bạn chọn ổ đĩa C này. Các bạn chọn config và các bạn ấn turn. À đây, nó đang disable đi rồi ha. Hiện tại bây giờ nó đang là disable protection ở đây rồi. À cho nên chúng ta không cần tắt nữa. Còn nếu mà nó mà đang là turn on á thì các bạn sẽ disable đi nhá. Rồi, sau đó các bạn ấn ok. Rồi, nó off hết rồi. Khi đó nó sẽ là off hết như thế này nha. Đấy, rồi xong. Tiếp theo một mục nữa. Các bạn sẽ chọn cho mình cái mục cuối cùng ở đây này, Advanced System Setting ở đây, mục cuối cùng. Rồi, nó sẽ ra được cái bảng thế này ha, đây là cái bảng thế này. Thì các bạn sẽ chọn cho mình cái dòng setting ở dưới đây này. Đấy, các bạn sẽ click bỏ cái dấu check này đi. Để khi mà nó khởi động ấy, nó sẽ không có bắt chúng ta chờ 30 giây đây, rất là lâu. Các bạn bỏ đi. Rồi ấn ok. Rồi sau đó các bạn ấn ok một lần nữa. Rồi xong. Đấy, vậy là chúng ta đã xong được cái phần này rồi ha. Xong được cái phần mà những cài đặt mà đơn giản này ở đây. Rồi, tiếp theo nữa một việc rất là quan trọng, đó là các bạn quay trở lại cái computer. Đây, bạn click vào cái mục Explorer. Các bạn vào lại cái Explorer cho mình nha. Explorer. Sau đó các bạn sẽ click chọn cái mục This PC. This PC đây. Và các bạn nhìn này, sau khi mà chúng ta cài Windows xong á thì cài driver luôn. Nó chiếm của mình tới 14.3GB ha. Mới có cái Windows và cái driver cạc màn hình thôi. Nó chiếm tới 14.3GB. Cũng khá là nhiều. Thì do là lúc chúng ta cài Windows á, mình có nói các bạn là format ổ đĩa C, cho nên là nó không có cái tên đây, nó đang đề là local disk này. Thì chúng ta nên đổi tên cái ổ đĩa để nếu chúng ta có làm cái việc gì thì nó sẽ có cái tên, chúng ta sẽ rất là dễ làm. Còn nếu các bạn để local disk như này, khi các bạn làm một cái vấn đề đó, ví dụ như cài lại máy hoặc là các bạn ghost máy, thì các bạn sẽ không biết nó là ổ đĩa nào. Chúng ta làm rất là dễ bị nhầm lẫn ha. Cho nên mình khuyên các bạn nên đổi ổ đĩa cho này. Ví dụ như các bạn đặt tên nó, các bạn ấn F2 nha, chọn ấn F2. Ví dụ đặt tên là Windows chẳng hạn, Windows ha. Rồi, Enter. Rồi, chọn Continue. Đấy, cho đổi tên thành Windows như thế này. Thì khi chúng ta làm bất cứ cái việc gì ấy, nó sẽ có cái tên ổ đĩa là Windows, chúng ta sẽ rất là dễ làm việc. Đó, thì đó là một số cái việc chúng ta cần phải làm sau khi chúng ta cài Windows để giúp cho cái máy nó được ok hơn. À quên nữa, còn một cái nữa rất là quan trọng, đó là khi chúng ta xài Windows 10 ấy, thì mặc định là Microsoft người ta sẽ luôn luôn bật cái tính năng gọi là Auto Update để giúp chúng ta download những cái bản cài đặt mới nhất của Microsoft về. Nhưng mà vô tình nó sẽ làm cho chúng ta rất là khó chịu và bực bội, thậm chí là lỗi máy khi mà chúng ta update. Thì để tắt tính năng này các bạn sẽ làm như sau nhé. Các bạn sẽ gõ vào cái khung search này đấy cũng được này. Đấy, các bạn gõ ở đây. Các bạn gõ cho mình cái từ là gpedit .msc. Rồi các bạn ấn Enter. Thì cái lệnh này các bạn chỉ có thể sử dụng được ở trên Windows 10 Pro các bạn nhé. Windows 10 Pro. Còn trên cái phiên bản Windows 10 Home thì các bạn sẽ không xài được nhé. Rồi, các bạn mở lớn đây. Đây, mình sẽ mở lớn cho các bạn coi. Rồi, tiếp theo ở đây ấy, các bạn sẽ chọn cho mình cái mục ở đây. Đây, các bạn chờ mình xíu nha. Các bạn sẽ chọn cho mình cái mục ở đây là cái mục Administrative Template ở đây nhá. Cuối cùng đây nè. Mở lớn này. Các bạn chọn tiếp cho mình cái mục là Windows Component ở đây. Rồi, các bạn kéo cho mình cái mục là Windows Update nằm ngay chỗ cuối này này. À, gần cuối chỗ này. Gần cuối chỗ này nha các bạn nhé. Windows Update nằm ngay đây. Chọn vào. Thì các bạn thấy ở bên bảng bên này này, nó sẽ xuất hiện một loạt những cái dòng như thế này.
xuất hiện một loạt những cái dòng thế này. Thì các bạn sẽ tắt cái Windows Update đi như sau này. Các bạn sẽ chọn cho mình cái dòng là Allow Update to be Download Automatic Update này. Click vào. Và các bạn sẽ chọn cho mình là Disable đi. Disable. Các bạn ấn OK. Đó, cái thứ nhất. Cái thứ hai, các bạn sẽ chọn cho mình cái mục là đây, Automatic Update này. Mở nó ra. Và các bạn chọn cho mình là Disable luôn. Rồi, Apply. OK. Và một cái mục cuối cùng nữa là Allow Automatic Update ở đây. Mở ra. Và các bạn cũng Disable đi luôn nha. Mở ra. Disable. Apply. OK. Rồi, vậy là từ nay các bạn không phải lo những cái tính năng update của Windows 10 nó chạy lung tung nữa. Rồi, vậy là mình vừa chia sẻ xong cho các bạn những cái việc cần phải làm sau khi mà cài đặt Windows 10 để giúp các bạn sử dụng Windows nó được thuận tiện và dễ dàng hơn nhé. Thì cái video này mình xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo nha. Xin chào các bạn. Rất cảm ơn các bạn đã bỏ chút thời gian để theo dõi video chia sẻ của mình. Nếu như các bạn thấy video này của mình hữu ích, các bạn đừng quên chia sẻ nó cho nhiều người khác cùng xem với nhé. Cũng như là nhấn nút đăng ký kênh và bật nút thông báo để nhận được những video chia sẻ mới nhất từ kênh của mình nhé. Dưới đây là những video hữu ích khác dành cho bạn. Các bạn nhấn vào các hình vuông phía dưới để xem video nhé. Chúc các bạn xem video vui vẻ và chúc các bạn thành công.